Mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây: xét xử cựu cảnh sát giao thông bắt cóc trẻ em đòi 15 tỷ đồng; Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch; bãi nhiệm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân; tiêu hủy gần 10 tấn ngà voi, sừng tê giác, xương sư tử châu Phi; thêm một bang cấm ông Donald Trump tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Sáng 29 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ cựu cảnh sát giao thông bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Đức Trung sinh năm 1992 trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc bị đưa ra xét xử về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoản 4 điều 169 Bộ luật hình sự. Trung chính là đối tượng đã thực hiện vụ bắt cóc cháu bé ở đô thị Việt Hưng, Long Biên Hà Nội gây rúng động dư luận vào tháng 7 vừa qua. Trong thời điểm phạm tội bị cáo đã trang bị cả súng ngắn và sử dụng ô tô gắn biển kiểm soát giả. Trước khi diễn ra phiên tòa xét xử, người bị hại đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Đại diện viện kiểm sát cho rằng gia đình nạn nhân đã có lời khai trong giai đoạn điều tra nên việc vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, vì vậy đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử cho phiên tòa diễn ra bình thường. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định thông tin Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm nhân dịp Tết Dương lịch 2024 là không chính xác. Thủ đô chỉ có kế hoạch bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Lời khẳng định này được đưa ra sau khi trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết cho biết Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2024 là Bưu điện Hà Nội, Công viên Thống Nhất, Vườn Hoa Nguyễn Hoàng Tôn, Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình và Thành cổ Sơn Tây. Sau khi đính chính những nội dung sai sự thật, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thông tin thêm rằng trong đêm giao thừa Tết Dương Lịch, Hà Nội sẽ tổ chức cao đao đếm ngược chào năm mới tại khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm. Phố đi bộ Hồ Gươm cũng sẽ được mở cửa từ tối 29 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024 để phục vụ người dân vui chơi. Sáng 29 tháng 12, 100% đại biểu tham dự kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 đã biểu quyết đồng ý bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tân. Trước đó vào chiều 28 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên các mức án đối với 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Bị cáo Trần Văn Tân là một trong số 21 người được xác định có hành vi nhận hối lộ trong vụ án này. Căn cứ kết quả điều tra và nội dung cáo trạng, hội đồng xét xử xác định Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, khi được phân công là phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, đã trực tiếp duyệt ký công văn đồng ý cho doanh nghiệp đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam. Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2021, bị cáo này đã 9 lần nhận hối lộ với tổng số tiền là 5 tỷ đồng. Trần Văn Tân bị tuyên phạt mức án 6 năm tù cho những tội danh của mình. Ngày 15 tháng 12 vừa qua, nhân vật này cũng đã bị khai trừ khỏi Đảng. Ngày 28 tháng 12, Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã tiêu hủy 456,9 kg ngà voi, 138,7 kg sừng tê giác, 6,2 tấn vẩy tê tê và 3,1 tấn xương sư tử tại một lò đốt ở Quảng Nam. Dự kiến số vật chứng này sẽ được tiêu hủy xong trong 2 ngày. Đây là tăng vật bị thu giữ trong vụ án buôn lậu bị phát hiện ở Cảng Tiên Sa trong năm 2021 và 2022. Tổng giá trị vật chứng ước tính lên đến 300 tỷ đồng. Đối tượng bị bắt giữ trong quá trình nhập cảnh số hàng này là Nguyễn Đức Tài, quê ở huyện Cầm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 2 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Đức Tài 13 năm tù giam và phạt tiền bổ sung 50 triệu đồng. Bang Maine của Mỹ đã trở thành bang thứ hai ra quyết định cấm ông Donald Trump tranh cử Tổng thống nước này năm 2024. Theo kênh CNN, đây là một quyết định gây ngạc nhiên dựa trên lệnh cấm nổi dậy của tu chính án thứ 14. Quyết định này khiến Maine trở thành bang thứ hai ở Mỹ, loại ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vì vai trò của ông trong vụ người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trước đó vào đầu tháng 12, Tòa án tối cao Colorado cũng đã đưa ra phán quyết nhằm cấm ông Trump tham gia tranh cử tại bang này. Diễn biến này là một trong những chiến thắng quan trọng đối với những người chỉ trích ông Trump Họ nói rằng họ đang tìm cách thực thi một điều khoản trong hiến pháp để bảo vệ nước Mỹ khỏi những người nổi dậy chống dân chủ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.